Bữa nay anh Đại với bạn có gì vui không? Đợi bạn hả? Không đủ hôm. Hello anh em, cuối tuần của anh em như thế nào? Mình thì khá là bận rộn đó. Nhiệm vụ đầu tiên của mình đó là chở bố mình đi khám bệnh định kỳ. Khi đến nơi, tòa nhà này tầng trệt vô tình là quán cà phê của anh rapper nổi tiếng một thời Đinh Tiến Đạt. Đưa bố mình lên trên làm thủ tục thăm khám, sau đó mình sẽ tham quan và thưởng thức ở đây xem như thế nào, vì xem review nhiều rồi cũng rất là tò mò. Đây là tổng quan bên ngoài quán cà phê có địa chỉ là 67A Trương Định. Thì ra nơi đây cũng chính là tòa nhà Nest by AIA, một dạng văn phòng theo hình thức không gian mở. Bây giờ để mình dẫn các bạn vào trong xem quán cà phê này trang trí như thế nào nha. Mình cũng có kêu thử một ly cà phê sữa. Đồ uống ở đây rất là ngon và đậm đà, không gian quán thì cũng rất là đẹp. Mình thích ngồi ở khu vực phía bên ngoài vì cảm thấy nó thoáng và có thể ngắm xe cộ qua lại. Xong nhiệm vụ chính trị gia đình rồi, bây giờ để mình dẫn các bạn đi đến một cái shop giày mới xem các bạn có nhận ra không nha. Mình đùa thôi chứ thực ra đây chính là chi nhánh lớn nhất bên mình, Neymar Sport Bình Thạnh. Nơi đây vừa mới được sửa sang, trang trí không gian lại. Với cách trang trí này, mình sẽ phân bổ các hãng giày khoa học hơn và trưng được nhiều giày hơn để các bạn khách hàng đến tham quan và dễ lựa chọn. Để mình dẫn các bạn vào bên trong, có một cái này hay đang được sale nhiều nè. Đó chính là những mẫu áo chính hãng các câu lạc bộ mùa trước bên mình vừa về được, đang có mức giá ưu đãi 990 cành. Số lượng không có nhiều, bạn nào mà thích trải nghiệm áo đá banh chính hãng thì lưu ý nha. Mình ghé đây là để tranh thủ lấy phần quà, giao lưu và tặng cho đồ bạn. Hôm nay mình sẽ có một trận đấu có thể gọi là gánh team tại sân Thống Nhất cùng em thủ môn Nick và các bạn du học sinh quốc tế. Đối thủ của đội mình chính là các ngôi sao diễn viên Runam Star. Trận lượt đi bên mình đã giành chiến thắng 2-1, mình cũng may mắn ghi được bàn quyết định nên trận lượt về này chắc chắn sẽ bị kèm rất là chặt cho mà xem. Chính vì vậy nên em thủ môn NickQ Trần đã treo cho mình một phần thưởng rất là đặc biệt. Anh Đại với bạn có gì vui không? Đại bạn hả? Không đủ hôm. Ghê quá. Phần thưởng nghe xong là thấy ghê rồi phải không các bạn? Chút nữa thử cố gắng xem sao. Bây giờ thì tranh thủ khởi động kỹ càng và cố gắng gánh team thôi. Sau lúc khởi động, sút ngon lành lắm. Tới lúc vào trận đấu cứ cột dọc và xạ ngang làm tới luôn các bạn ơi. Không biết có phải là do làm game thử thách cho các bạn chơi không, chứ dạo này mình sút trúng xà cũng hơi bị nhiều đó. Vừa rồi là một cú sút phạt trúng xà ngang. Tiếp theo đây là một pha mình tăng tốc vượt qua được hậu vệ đối diện thủ môn. Mình dứt điểm kỹ thuật lốp bóng qua đầu nhưng bóng lại trúng cột dọc cắt ngang mặt khung thành. Còn đây là tình huống mình đi bóng sau đó tăng tốc căng ngang bằng chân trái cho đồng đội ghi bàn. Dấu ấn đến từ Đạt em à, những pha cầm bóng giữ bóng ở trong chân rất tự tin ở hành lang cánh trái. Sau rất nhiều cố gắng cuối cùng thì may mắn cũng đã đến với mình. Đạt em à, Đạt em à, pha di chuyển khá hay của Đạt em à. Cuối tuần ra sân cùng đôi giày yêu thích ghi bàn trên một mặt sân siêu đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like. Xin chào và hẹn gặp lại.